Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ giải là đề kiểm tra cuối học kỳ 1. Đề 1. Phần là đầu tiên là phần trắc nghiệm, khoanh tròng vào câu đúng. Bài số 1. Số 16.376.000. 16 triệu. 16 triệu. Như vậy cái này là 16, 16, 16 đều có 16 hết. Rồi, tiếp theo 376.000. 376, 376 này là 70 không phải, 70 không phải, 70 không phải à, 376.000. Như vậy là chúng ta còn lại hai cái này à, hai này, câu này là 70. Tiếp theo 376.209. Đây là 209, còn này là 290. Vậy câu A. Bài 2. Số bé nhất trong các số sau à, trước tiên chúng ta sẽ xem tất cả số này có bao nhiêu chữ số. Này là 5, này 5, 5, 5 chữ số. Người ta yêu cầu là số bé nhất. Trong này là 36, 36, 36, 36 à, như vậy chúng ta so sánh hàng trăm. 7, 7, 8, 7. Như vậy số này là số lớn rồi, chúng ta bỏ ra. Rồi chỉ còn là ba con này. Tiếp theo hàng chục là 1, hàng chục là 0, hàng chục là 0. Vậy này bỏ ra. À, hàng chục 0, hàng chục 0 là bây giờ chúng ta so sánh tiếp cái hàng đơn vị đây 8, đây 9, đây số này. 36708. Chúng ta đi tìm cái con số là đây 36708. Chúng ta qua bài số tiếp theo, số 3. Giá trị của chữ số 5 trong số này là số 5 nữa hàng là 50.000. À, 50.000 là câu D. Này, đơn vị này, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, 50.000. Bài số 4. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, năm đó thuộc thế kỷ nào? Chúng ta xác định cái thế kỷ này nó cũng đơn giản lắm. Chúng ta lấy hai con số cuối này ra à, tắt hai số cuối này ra. Chúng ta thấy hai con số cuối này á, mà nếu như hai con số 0 á thì con số trước nó giữ nguyên. Còn nếu như nó không phải hai con số 0 á thì số trước chúng ta cộng thêm 1. Cộng thêm 1 bây giờ cái này là khác hai con số 0 thì 19 là cộng 1 là bằng 20. Đây đó là thế kỷ 20. Câu D. Chúng ta qua tiếp theo. Bài đúng thì ghi D mà sai thì ghi gì ấy, bỏ trống. 1 tấn là bằng 100 tạ là sai, bằng có 10 tạ thôi. Này là 2 tạ 35 kg, đổi ra tạ chúng ta sẽ đổi ra kg là bằng là 200. 200 ta cộng với 35 là bằng 235, cái này đúng này. Câu C. Nối cao phát biểu ở cột A với kết quả cột B sao cho thích hợp. Số chia hết cho 2 là. Đây, số chia hết cho 2 thì chúng ta sẽ có là tặng cùng là 02468. Đây. Rồi số 0 nữa. Số chia hết cho 5. Số chia hết cho 5 thì tặng cùng là số 5 và số 0. Đây con số này nữa. Rồi, chúng ta qua trang tiếp theo. Bài này thì phần tự luận. Bài số 1 đặc tính được tính. 37563 ta cộng cho 28418. Ba cộng 8 bằng 11, phía 1 ta nhớ 1. 617 1 nhớ là 8.
549 815 x 5 đây như 1 5 6 6 3 6 7 4 2 ta trừ cho 4 7 0 2 8 1 2 ta trừ cho 1 là bằng 1 4 ta trừ 8 được ta lấy 14 từ 8 là còn lại 6 6 trả 1 2 1 3 7 trừ 3 bằng 4 6 ta trừ cho 0 là bằng 6 3 ta trừ 7 được ta lấy 13 trừ 7 còn 6 6 trả 1 còn lại 1. Bài số 2 tìm x. Tìm x thì đây là dấu chia. Dấu chia thì đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia, ta chia cho thương x bằng. Rồi kết quả là được là 170 15. Rồi bài này muốn tính giá trị biểu thức thì chúng ta phải làm dấu nhân trước. Rồi, làm dấu nhân trước 25 917 trừ cho hai này nhân nhau, nhân nhau thì chúng ta sẽ được là 17885. Rồi hai này trừ nhau, 7 trừ 5 là còn 2, 11 trừ cho 8 là còn 3, là 0, 8. Chúng ta qua bài số 3. Một trường tiểu học có 635 học sinh. Số học sinh trai ít hơn số học sinh gái là 73 em. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái. Như vậy thì chúng ta xem lại cái đề. Một trường tiểu học có 635 em, như vậy đây là một cái tổng. Số học sinh trai, số học sinh trai ít hơn số học sinh gái. Trai ít hơn gái là trai là số bé. Số học sinh gái là số lớn. 73 đây là một cái hiệu. Rồi, như vậy bài toán này sẽ ra vào cái dạng toán gọi là tổng hiệu. Tổng hiệu thì muốn tìm số lớn. Muốn tìm số lớn thì chúng ta sẽ lấy là số lớn này là bằng là tổng ta cộng hiệu chia 2. Tổng cộng hiệu ta chia cho 2. Còn số bé này, bé là bằng tổng ta trừ cho hiệu, ta chia cho 2. Đó. Mình đã tìm được số lớn rồi là số bé, chúng ta cũng có thể là tìm cách khác. Ta lấy tổng ta trừ cho số lớn nó ra số bé cũng được, chứ không phải là nhất thiết chúng ta áp dụng công thức này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái số học sinh trai trước ha. Số học sinh trai trường có là trai là số bé, số bé thì ta lấy tổng ta trừ hiệu chia 2. 635 ta trừ cho hiệu là 73, đóng mặt lại thì chia cho 2 bằng là 281 học sinh. Rồi chúng ta sẽ tính số học sinh gái là trường có là số học sinh gái là số lớn. Số lớn thì ta lấy tổng ta cộng hiệu chia 2. Bằng là 354 học sinh. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta sẽ cũng có cách tính khác. Chúng ta tính được số sinh trai rồi sinh gái thì chúng ta sẽ lấy là 635 ta trừ cho số sinh trai là 281. Được, nó cũng ra là 354. Được. Rồi một cách khác nữa. Chúng ta là lấy số này này. Lấy số này ta cộng với 73. Có thể là một cách khác nữa, ta lấy 281 ta cộng với lại là 70 13 thì nó cũng ra là 354.
Chúng ta có 3 cách làm, chúng ta chọn một trong 3 cách làm nè. Đáp số học sinh trai hai trăm tám mươi mốt, học sinh gái 350 14. Nên thay chữ A vào. Chúng ta qua bài số 4. Người ta đóng gói 476 cái chén vào từng hộp. Mỗi hộp là có 6 cái chén. Hỏi đóng gói được nhiều nhất là bao nhiêu hộp và còn dư là mấy cái chén. Như vậy chúng ta lấy thế này, 476 ta chia cho số này. Rồi là được bao nhiêu hộp rồi còn dư lại. Số hộp. Đóng được là 476 ta chia cho 6 bằng được là 79 hộp. Còn lại còn dư là 2 cái chén. Đáp số bảy mươi chín hộp và còn dư 2 cái chén. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, để kiểm tra hoặc mặc cái bài gì đó thì dưới cái clip của thầy có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy có để những cái đường link và trong đó có một cái blog của thầy, và thầy đã sắp xếp và trong đó rất là nhiều cái đầu sách, chúng ta tìm trong đó ha.